ngày 1 tháng 4, đầm nước trước cống số 6 thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bỗng chuyển sang màu hồng tím lạ mắt. Mùi nước hôi thối nồng nặc gây nhức đầu khó chịu. Trước đó đầm nước này có màu đen, nhưng từ ngày 20 tháng 3 bắt đầu chuyển màu, ban đầu là màu vàng nhạt, sau đó sang tím rồi hồng tím như ngày 1 tháng 4. Trước tình trạng này, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đang đứng ngồi không yên vì sợ lượng nước ô nhiễm sẽ bị rò rỉ ra sông làm cá chết hàng loạt như các năm trước. Ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đi khảo sát và tìm nguyên nhân. Phát hiện dù trời không mưa, cống thoát nước mưa của công ty trách nhiệm hữu hạn Nghê Huỳnh chuyên chế biến bột cá lại có nước thải màu đen chảy ra mương bên ngoài rồi đổ vào đầm nước trước cống số 6. Đáng chú ý, nước thải này ngoài nước vệ sinh có một phần phát sinh trong quá trình sản xuất. Kết quả xét nghiệm mẫu nước của doanh nghiệp này vượt các quy chuẩn hiện hành.